Giữa bối cảnh nguồn cung nhà ở khan hiếm, nhiều dự án nhà ở xã hội cũ tại Hà Nội liên tục tăng giá gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm mở bán ban đầu. Theo ghi nhận trên các kênh mua bán bất động sản, một căn hộ 67m² với 2 phòng ngủ ở dự án nhà ở xã hội 987 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội đã được giao bán với giá 3,7 tỷ đồng, tương đương với mức giá 55,22 triệu đồng trên mét vuông. Được biết cuối năm 2017, các căn nhà ở xã hội tại đây có giá bán khoảng 14,2 triệu đồng trên mét vuông. Trong khi đó, căn hộ thương mại tại cùng dự án có giá khoảng 18 triệu đồng trên mét vuông. Như vậy, giá hiện tại đã gấp 3 lần so với giá giao bán ban đầu. Hay tại dự án nhà ở xã hội Grand City Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thời điểm mở bán năm 2015 có giá gần 15 triệu đồng trên mét vuông. Đến thời điểm hiện tại, sau 9 năm, các căn hộ nhà ở xã hội tại đây đã được giao bán với giá 54 đến 59 triệu đồng trên mét vuông. Theo nhận định của chuyên gia, việc nhiều nhà ở xã hội được chào bán với giá cao xuất phát từ việc nguồn cung nhà ở khan hiếm. Nhà ở xã hội thậm chí có ở lại mà đã qua sử dụng mà vẫn 4 tỷ như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là một phần nào đó là chúng ta cũng thấy rằng là cái mức độ thị trường đang rất là khát nhà. Thì câu chuyện ở đây rằng là cái nguồn cung hiện tại là chúng ta không cân xứng với cả cái nhu cầu của từng nhóm. Và suy cùng tôi vẫn nghĩ rằng là nhà xã hội muốn phát triển nhanh và đáp ứng được đủ, cần cái gọi là nhà nước chính là người trực tiếp để thực hiện việc đấy thì nhanh được. Do vậy tôi rất mong là sắp tới, thời gian tới sẽ có thêm nguồn cung phù hợp với cái nhóm mà có mong muốn nhà ở xã hội cao hơn thì nó sẽ giải quyết vấn đề. Trước vấn đề trên, tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Viện Phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam nhận định, việc nhà ở xã hội bị đẩy giá lên cao tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với thị trường bất động sản. Trong cái nghị quyết Trung ương 8 là chúng ta phải làm sao tìm được cái giá trị thực của thị trường. Giá trị thực của thị trường thì chúng ta phải đo bằng GDP, bằng thu nhập bình quân của người dân ở đó. Còn hiện nay thì chúng ta, nếu như mà chúng ta lại dựa vào cái giá đấu giá với lại giá của nhà ở xã hội mà lên đến 4 tỷ mà nó lại trở thành giá thị trường, rồi nó lại là thang đo tham chiếu cho các định giá của các cái dự án khác, thì đây là một căn cứ mà nó sẽ vô cùng nguy hiểm và hệ lụy. Nghị định 96 của Chính phủ đưa ra 6 biện pháp điều tiết thị trường, theo đó nhà nước sẽ can thiệp khi giá nhà đất tăng hơn 20% trong 3 tháng. Đây được xem là một trong những giải pháp giải quyết tình trạng thổi giá chung cư, giá nhà ở xã hội một cách bất hợp lý như hiện nay.